với kênh Sầu Ca Vlog nha anh em. Thì hôm nay là Sầu Ca đang có mặt ở tại đảo Nam Du nha anh em. Thì hôm qua là một ngày đi săn gù gì rồi, nhưng mà quá trời mưa nè. Thì đi săn rất là khó khăn. Được hai con. Thì hôm nay là sáng sớm, giờ này mới có 6 giờ nè. Thì mấy anh em mình mới tổ chức đi săn nữa. Đó. Nãy giờ Sầu Ca leo lên dốc đồi nè. Nơi hơi mệt, có nói chuyện thì không nghe rõ thì anh em thông cảm nha. Tại vì đây toàn đầu dưới dốc không à. Hiện tại á là anh Minh, anh Dương với bạn Hoài là đi trước đây. Đây, để Sầu Ca quay lại cho anh em coi. Đây, này là anh Dương. Kia bạn Hoài còn anh Minh đứng mà. Đấy nè. Thì bữa nay mình sáng sớm đi săn gù gì. Bữa nay phải kiếm một clip được. Hôm qua là mưa bão anh em. Ngoài đảo nữa nó mưa liên tục. Đường không bao giờ khô được. Đá này nè anh em, nó rút nước vô. Rồi nó chảy xuống đường. Rồi sao rồi? Đâu? Trước chỗ nào? Rớt cỏ đây anh em. Mắc rồi. Giờ mới đi. Đây bằng ngoài nè. Dương nè. Mình nè. Giờ mấy anh em mình đi dài lên đây anh em. Giờ đi mình trước đi. Kiếm con gù gì vậy. Rồi. Có gì thì Sầu Ca sẽ quay cho anh em coi. Đức nè anh em. Nãy nước chạy sao. Anh bắn rớt hai con cái này sạc đây rồi. Bây giờ Sầu Ca phải đi lên tìm. Tại vì trên đầu này rất là nguy hiểm. Bây giờ phải kiếm đường lên. Giờ Sầu Ca với Hoài vậy đó lên anh em. À, mưa luôn trời. Giờ sao phải lên tìm mới được. Mình với bạn Hoài đang bò lên anh em ơi. Ở đây bắn rất là cực. Đừng quay. Hai anh em mình hai anh em mình bò núi nè. À đây quá cực anh em ơi. Con gùi to lắm. À, vô đây là ướt mình hết. Té thấy vậy. Sao rồi? Rất là nguy hiểm nên. Nó rớt rồi, bây giờ là anh em mình phải tìm đó. Rớt bên kia. Chứ nó có hả? Không thấy luôn hả? Cái cây cao đó. Rồi cứ kiếm cây cao đó, anh kiếm anh đi vòng vòng đây. Ừ. À, không thấy mới chết chứ. Không. Rất nặng lắm. Cái con thứ hai là anh thấy luôn mà. Ừ. Con thứ hai rất nặng lắm. Con đầu tiên thì không thấy chạy thì sao. Con thứ hai là cái sạc luôn. Ngay cái cao rồi nè. Ăn cứ cái sạc mà không biết cái đâu nè. Mũi nó đu thì như dồi vậy đó. Hai anh em mình tìm nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Đây nè anh em. Con này con gà mái gì gì? Ừ. Gà mái phải không? Gà mái. Ờ trời. Gà mái ai nuôi vậy? Đây nè anh em ơi, anh thấy không? Cái sự cực khổ của anh em mình. Còn một con nữa, bây giờ rớt hai con. Sầu Ca với Hoài tìm được một con rồi, bây giờ phải kiếm một con nữa anh em ơi. Rất là to. Rất là đáng đồng tiền. Anh em nhìn nè. Anh em nhìn nè, nó rất là nặng anh em. Nó gần giống bồ câu vậy đó. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh em coi để anh em biết coi con gù gì là con gì. Hôm qua là mấy anh em mình nhậu hai ba con, anh Đức bắn trước một con. Đây, anh em nhìn. Như bồ câu. Đuôi thì đuôi đen, cánh đen. Ừ. Rồi anh em mình tiếp kiếm thêm một con nữa, tại vì rớt đây hai con lận. Anh Đức đẩy hai con mà Sầu Ca chạy là không kịp nữa nè. Sầu Ca chạy bộ, còn anh Đức nãy anh đi xe trước, lại điểm trước. Bây giờ mình với Hoài sẽ cố gắng tìm thêm một con nữa. Con này là chết chổng đầu nè. Còn một con kia thì nó còn sống, nó bắn cái sạc nó rớt xuống luôn đó Hoài.
con này là con thứ hai anh thấy nè, tại vì nó rớt cái sạc anh nhìn thấy liền. Giờ còn một con nữa, rồi anh em mình sẽ gắn kiếm. Ở đây rất là nhiều mũi anh em, mũi mà có thể nói là nó đeo vô trong người là như là bồ hông luôn đó, rất là đông, nó cắn hoài vậy. Tiếp anh em, hai anh em mình rất là cực, được không? Chị dựng tục đó, cục đá này tục nè. Té nghe đụng cái chớn xuống với cái dốc nó tụt té hơn đó. Đừng con này mày, con kia kiếm không gặp anh em ơi, tốn thời gian quá. Nó trên đây nè anh em ơi. Rồi đi tiếp anh em ơi, quá trời mệt. Đây má trời trời, cái cảm giác nó mệt. Con sống luôn. Đây con nữa nè anh em ơi. Cái con kia nãy, cái con đầu tiên mà anh nói anh bắn nó bị thương mà anh vô nó gớt em kiếm gặp. Con này hai viên phải không? Cái con mà em mới gặp là hai viên. Hai viên. Đúng hai viên không? Còn con này chết không? Chết rồi, bắn chết. Con chết ngay chỗ. Đây là lại thiệt tình quá trời anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Anh Dương này cũng cũng chạy theo leo núi dữ lắm á. Hôm nay anh em mình trúng mánh rồi. Hả? Lại là anh Đức. Lại là anh Đức. Hả? Không quên không. Mình hả? Đâu rồi? Chỗ 4 mét, mình một chân. Mình bò lên tới 4 mét rồi. Kìa, vô kìa, vô kìa. À, quá trời mệt anh em ơi. Anh không, lên đi. Rồi mình thở chút ra. Em mới leo núi xuống. Quá trời anh em ơi. Nở cuộc suối này hả? Ừ, lần em lần dài lên trên cái suối là bắn nhóc luôn á. Đi ra ngoài đi. Anh buộc cái nghe coi chừng mắt á, đi anh em mình phải lặn theo suối lên tiếp bên mình. Nước suối đây thì bao rồi anh em, suối này nè, sầu ca rồi dạ. Đó, anh em thấy tội suối không, kè nó vô kìa, đi ra ở đây suối quanh năm. Tiếp anh em à, lên đây ngoài này, tới đâu rồi, đây mình đâu như này nè, bỏ lên chết luôn ha anh em mình. Ừ, dép của anh sao leo núi được, má quá trời mệt anh em. Được không, còn thấy ớt không? Có ớt kìa, qua góc nữa cái trắng ớt trắng đó. Ừ, rồi rồi rồi, cây đầu nè. Em nhắm thêm cái cây đó trời. Ừ. À, sao dính vô hay. Nhắm vô cây đó. Ừ. Khoan từ từ, nghỉ mệt chưa? Rồi. Thấy không? Sát bên luôn trời. À, sát bên luôn đó. À, đây, đây, đây. Thấy chưa? Sát bên luôn đó anh Minh. Rớt. Trời ơi trời ơi. Rớt đâu. Này ức là thua rồi. Còn nữa, còn nữa. Nè nè nè, ngay ngéo luôn nè. Chút bước xuống đây. Được rồi, được rồi. Mẹ, nhắm cái đầu có được, cái ức không chơi được đâu. Nghe đầu nè, nghe đầu nè, nó có đầu đó. Thấy không? Trời. Má, gì trời. Không còn hết.
Ê, kiếm cua đá không? Cua núi à? Được. Sông ca phải leo lên đây chiến đấu với một con nữa nè. Sông ca kiếm bây giờ cũng nói không nói chứ không dưới 15 phút trong đường rừng. Giờ sông ca phải đây nè anh em. Nó nhỏ mà. Trời là trời như con gà mái vậy trời. Ừ. Ừ. Hay quá em ơi. Thấy em tím kiếm hay không? Dữ dằn. Xuống này nè. Quá con này nó bự gấp nửa con kia vậy trời. Con này là chắc nửa ký hơn nửa ký hơn. Hơn nửa ký. Nhổ luôn mất thử anh Dương. Rồi nó mập không? Bự gấp 3 con tôi hú nhưng mà 3 4 tôi hú như vậy. Trời ơi trời má ơi. Gà vậy trời. Thằng núi đâu trả lại liền rồi. Vậy anh nói ngay cây này mà. Ừ. Ừ trời ơi. Rồi. Trời ơi. Mẹ nó bự ơi trời. Ứng ăn cái đậu ơi trời. Anh đã đứt đóng ngay cổ nó mà không nhìn. Nhớ chết. Rồi xuống đi, mệt quá trời, quá trời mũi ơi. Xuống em ơi. Để được một con nữa. À, này mình này cực quá. Nhớ coi đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Không phải đơn giản mà có một con như vậy đâu. Ba người kiếm. Một người bắn và ba người kiếm. Anh Đức thì leo không nổi rồi. Anh Minh thì chạy đạn luôn. Được không anh Dương? À, quá cực khổ. Rồi anh em ơi. Từ quá trời lòng rồi. Đó nó bự gấp rưỡi con kia luôn chứ trời. Bởi vậy quần què chỉ mà chỉ bên đây. Chỉ anh nói cây bên anh mà. Chỉ muốn chết luôn á. Chỉ đâu? Bụi tre hả? Cách bụi tre 1 lý nữa. Mà kiếm muốn chết luôn vậy. Đừng coi anh em ơi. Em nói bên đây mà. Là trời giỡn quay. À, sầu ca ướt hết trơn rồi. Nãy giờ sầu ca guồng kiếm. Quá đấy trời trời. Đúng là nó cởi mất. Bận con gà tre luôn, cái thép luôn hả? Bận gà tre mập hơn gà tre nữa. Không thấy. Cáo vậy, 600g xiền luôn nha nam. Bự con, bự con gà mái tre là cái chất liền. 600g xiền luôn má, hầu nó thì trời. Vậy mới chịu. Ở đâu, không có anh lúc nào. Bên anh mà, cái chỗ bên kia. Con này là cỡ 600g luôn á. Rồi đây nè anh em ơi. Gầm gì của anh em đây. Con này là con gầm gì nha anh em. Kéo đầu lên. Anh em nhìn nhớ như bồ câu vậy đó. Gầm gì xanh. Năng trái gì anh như mình. Năng trái gì cứng á. Ừ. Con này khoảng 600g à. 700 á, con này hơn. Nặng tay quá trời mỏi tay rồi. Nè. Sáng nha anh em. Thường xương thôi đó. Có tiếng hồn anh em, 13 con. À nhìn con này. Con này là đáng nước nè. Con này là anh Đức anh chỉ bụi tre, bụi tre. Bên kia anh kiếm bên kia không gặp. Sầu ca phải lội qua rất là cực khổ mới tìm được con này. Dưới gốc luôn. Nó đại nó màu xám nó thiệt quá. Con này mà cầm không quay bằng con này. Không quay. Con này bằng hang này luôn á, gần băng luôn á. À quá trời luôn em ơi. Một em. Rất cầm kỳ vậy nam. Cho viên nữa anh em ơi. Sầu ca anh cầm ghi ơi. Gớt. Ê. 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 Nó chạy kìa. Anh Long rồi được không? Còn. Không. Mà viên đầu ngay cổ rồi. Anh Long từ từ thôi. Làm gì vậy? Sầu ca gớt được con cầm ghi. À, sớm về cực quá nha em ơi. Cực cực anh Long ơi. Đã không? Được không? À, đúng bây giờ núi leo có khác. Chà bá luôn nghe anh Lộc. Ừ, trắng mà có cái xanh. Đẩy Lộc lên trước. Ừ, hai viên. Một viên ngay cổ gớt xuống đu, còn viên nó đóng ngay mù lưng. Đi đâu rồi à? Đây nè, nó trắng lông nè. Nó trắng lông mà không biết nó đâu nè anh Lộc. Bò, bây giờ gai không anh em, bây giờ cái cây này có bị gì không, đụng nó bị gì không, không bị gì vậy, nó trắng lông đây nè, nè, đâu,
Trời ơi à, căng ra. Rồi đừng con anh em ơi. Yeah. Đã thiệt. Ngay đầu. Viên đầu ngay đầu. Ngay đầu luôn. Ừ, viên sau mấy ngày mùa lưng. Rồi được con anh em ơi, tiếp tục anh em ơi. Giờ phải bò xuống. Hay quá anh Lộc ơi. À, Lộc chạy nhanh quá anh em. À, Suka leo lên rồi trúng vô gai này nè. Ừ. Nó đậu nguyên một cục luôn trời. 4-5 con. Vậy mà anh Đức đi ngang không thấy trời. À, đã thiệt trời. Thảy xuống trong ngoài đi. Mình leo mình cứ đường xuống. Rồi chừng chóng mặt quá vậy. Sao mà lúc leo lên thấy nó dễ quá vậy. Leo lên có động lực con gù gì đó ở trên đây. À, anh Lộc leo như đạn vậy. À, em mới dụm dịnh cái bùm sụm đổ máu nè. Cái gai gì. Ừ. Cái này nè. Đó, leo lên được xuống không được nè. Yeah. À, bắn cái ngày đầu trời. Má nó còn bu lại nữa. Ừ. À, Lộc nhanh thiệt trời. Quá, à, Lộc tự dưới muốn leo cái dù luôn. Ghê thiệt, mấy chân núi ghê thiệt. Đi Suka xuống này quay, quá trời. Con người bị chị trắng là chống là máy hay gì anh Lộc ơi. À, quá trời anh em ơi. Thì đó, bắn cái nó nổ cái bụp. Ngay đầu luôn. Cái sao bò ngay lưng nữa rồi mấy cái gớt. À, đúng là châu bò thiệt chứ. Ồ bữa nay vô anh Lộc ơi. Ừ. Oh yeah. Yeah. Má quá. Má chảy máu tay luôn. Yeah. À cái ngay đầu. Cái này nó đù bút thêm ngay nữa. Thôi được rồi, đi tiếp anh em ơi. Sóc đen. Sóc đen. Má nó đứng ở trong nhánh cây. Nè. Thấy nó bắn đứng nha. Nha. Ừ, đứng này nè. Mà phóng xuống té lộn mèo trời. Hiện tại là Suka đang leo lên trên con dốc anh em. Rất là xa. Anh Minh, anh Đức với mấy anh em đi trước rồi anh em ơi. Nhưng mà không ra mà đi số 1 không à. Rồi chở 2 chở không nổi. Nên Suka quyết định đi bộ. Cũng sắp tới rồi anh em ơi. Nên chảnh túc tôi hú anh em ơi. Cái dốc này dốc 45 ngay nè. Đi rất là đuối. Như vậy ở đây góc 45 vậy nè. Cái mà đứng mình bắn á. Mình bắn nó khó khăn lắm. Được rồi. Anh tính rước được rồi. Cái gừng này là thủ ăn. Nó cháy nè. Cháy nè. Tôi hú năng cái này. Thấy không? Hát hơi lên rồi. Hát sốc đèn hay gì bắn không được. Tức thật. Quá trời mệt anh em ơi. Leo mới gần đến đỉnh núi. Anh nói. Quay ăn nè không quay. Mồi hả? Ừ. Kè cho đỏ kìa. Quá đẹp nè. Đợi khát nước. Chua chắc chát đã. Chín rồi. Dạ. Không, trái đỏ chín nè. Xanh chát. Đỏ này mới chín nè. Anh tôi hú đây mà không qua ha. Chơi dưới này nè. Chua. Bà nó chua không nội ơi. Này cái gừng nhóc thì gì tôi hú quá trời ha. Mấy trái này nó ăn cái gì nữa. Má chua quá. Đã.
Dài dài xuống đi, má đuối quá. Hết nổi rồi. Cắt chạy núi anh Minh. Bên con ăn đâu nè. Trời ơi, trời bắn kìa. Gì? Cắt chạy núi nè. Cắt chạy núi ăn được không? Rồi. Kìa cái cắt cái núi kìa. Ăn được không? Được, kia sao không được. Ừ. Ê, bắn tiếp. Cái đầu quá. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi, dưới chỗ cây vậy. Nó nhìn ghê trời. Rồi cái giò nó sao rồi ăn. Đúng rồi. Lấy cây chọn nó, kiếm cây chọn nó. À đừng có cắt kè. Đâu? Ủa? Nó mới chích xuống mà. Xuống được nó quá. Kìa rồi. Nó làm chặt cây. Ủa nó bự gì vậy? Đừng con em ơi. Hả, à, con này ăn được không anh Lộc? Thịt thơm không? Rồi. Kìa. À, ghê quá anh Lộc ơi. Đi. Trời ơi, trời nó mập không rồi ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi cái đuôi nè, thịt không nè. Mình né không thấy vậy. Không. Hai ngày cổ đâu lòng luôn trời. Má đưa chạc lên lùm liền vậy. Thì đổ lông rồi. Đổ lông. Rồi về nè anh em ơi. Nay săn buổi sáng có nhiều nè anh em ơi. Săn được 3 tiếng đồng hồ, 6 giờ đến 10 giờ, 9 giờ mấy. Thì hôm nay săn được có nhiều này thôi. Giờ mấy anh em mình nhổ lông rồi nướng chiều chiều nữa kiếm mớ hải sản nó nhậu anh em ơi. Rồi nhớ đăng ký kênh anh em ủng hộ nha. Có mua thùng thì mua liên hệ ở số điện thoại Zalo cho màn hình nè anh em. À, hôm nay sầu ca bắn khổ thun là 10, 16, 250 bắn 18 nghe anh em. Rồi giờ mấy anh em mình tiến hành nhổ lông rồi. Sầu ca nãy có hạn này. Rồi tạm biệt nè, nhớ đăng ký kênh nghe anh em.